Xin chào cô bác chị bạn. Trước tiên thì Sơn xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe giàu năng. Thì hôm nay Sơn làm cái món cá chim Vũng Tàu. Mấy anh em mình đi săn bắt được ít cá này. Cá lồng kiến, này, cá phi, cá chốt. Chim Vũng Tàu đây mình có chuẩn bị cái nấm, nấm mèo với nấm gôm. Đây được gỗ bún tàu. Bún tàu này mình ngâm rồi. Thì hủ tương, chúng ta mình xài tương nhiều nhiều chút cho nó ngon. Gừng. Mớ tiêu xay và mớ tiêu độc dặm. Cá mình chiên sơ cho nó thơm. Rồi ít xuống mắm vô. Chiên cho nó thơm là được. Thế nước sợ chiên cá này, dầu chiên cá này, xào nấm luôn. Rút nước mắm với rồi bột ngọt rồi vô. Lúc mình ăn cái nấm này nó cũng ngon hơn. Cho miếng bột ngọt vô. Xay tiêu được dọc. Đường lá gừng tương tương này nó mặn à, mình không xài đặc nêm. Còn đi lên hầm đi gần cho lên mặt luôn. Ở đây là hấp cá thủy. Khui khui. Cực kỳ thơm luôn. Cá chín hơn. Đây kìa. Wow, không ngon bổ rẻ. Mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Hey, hôm nay mấy anh em mình đi săn bắt về được ít cá, mình chân bún tàu, nấm gôm rồi nè. Thì hôm nay có thế này, nhiều khi anh em đi săn bắt về ăn không mình thấy bình thường quá. Như thế này, nói với ba anh em, ăn hết mâm cá chân này trong vòng 20 phút, mình sẽ tặng cho anh em có tiền uống cà phê. Sao? Ăn xương khỏi trả xương hả? Chịu phải không? Nhưng mà cái kênh này thì của mình thì doanh thu thì cũng còn thấp lắm. À, anh em cũng thông cảm nha. Rồi. Lấy tiền uống cà phê thôi. Rồi.
Đây mình để sẵn đây là ba sĩ, ba anh em uống pha chơi, có như cái này là cái tinh thần thôi. Được, thùng bia. Thùng bia, đó. Tưng, điều kiện không nhả sư Tưng. Không, không được đâu. Không được đâu hả? Không được phải không? Không được đâu. Cái vụ mà điều kiện không nhả sư không được. Rồi, anh mấy anh em hiểu phải không? Trong vòng 20 phút. Chú sẵn vô gì? Không, anh lấy cái này nè. Bấm giờ mới anh lấy, đúng rồi, anh lấy cái này lên xúc nè. Rồi. Thôi mấy anh em cứ xúc đi rồi. Cho xúc trước đi chứ. Đúng rồi. Cái vậy nó cản em. Ngồi xuống Tung, ngồi xuống Tung. Chưa bấm giờ cho em xúc cái đi. Rồi ok. Ta xúc luôn. À, để đây nè, anh em múc rồi lấy xúc. Để đây nè, xúc. Đó. Cá đâu hết rồi, lên. Lên nước ba. Đây. Phi ơi, ta bảo Phi nè, Phi nhảy vô dĩa. Phi vào với ta. Gì vậy ta? Phi tôi bỏ cái phi này nè. Lấy cái xuống á thành xúc nó lẹ thôi, đúng rồi. À, rất là ngon luôn. Rồi ngon luôn đó. Nấm rôm nè, nấm mèo nè ha. Nấm rôm, nấm mèo, tiêu xay, tiêu hột đập dập đó. Nói với anh Quy mà. Sao anh Quy xúc ít quá Quy? Xúc lần, xúc lần. Tại vì sao còn đang nóng mình xúc nhiều quá cái nó giữ độ nóng lâu. Rồi ok. Cái này có kỹ thuật. Đúng không? Xúc cho nhiều vào hộp phỏng lưỡi nè. Em hồi nãy em nói vậy cái anh Quy nói em vậy nè là có tâm hồn ăn uống gì. À, anh ăn cái này mà anh không uống một chút xíu rượu, chút xíu bia là nó không bao giờ nó tiêu. Đúng không? Okay. Hợp lý không? Hợp lý. Để chuẩn bị nha. Ăn xong này đi rồi hả uống sao? Thì đó. Em đang chuẩn bị đi. Ăn xong cái lấy tiền này mình uống sao á. Rồi mấy anh em chuẩn bị nha. Để mình để cho nó có thứ tự á. Rồi chuẩn bị nha. Rồi. Rồi sao cũng xin đại diện lại mấy anh em đây. Tổng mời cô bác chịu bạn dùng cá bún tàu với lại mấy anh em của mình. Xin mời. Chỉ được 20 phút thôi nha. Rồi. Hôm nay cho anh em có tinh thần thôi. 1 2 3 dứt. Cái đồng hồ để hơi bị cảm giúp cho em nó nằm luôn. Bà anh em ăn có xương có kỹ kỹ nha, đừng cái mà mình chạy đua thời gian cái quên dụng xương nha, rồi lỡ anh em mất xương mình cũng không được vui. Chừng cũng tạo rất là thơm luôn. Nhưng mà ăn lại thì không được. Bây giờ là cá có xương. Hôm nay chơi dân ở xương xương thôi ha. Mấy anh em mình đi săn bắt hoài với lại chế biến món ăn hoài thì cũng mình thấy cũng hơi buồn buồn sao. Nó làm như là nó không có gì thú vị lắm. Hôm nay mình tổ chức cuộc thử thách này mang tính chất là vui là chính. Chứ tiền thưởng thì cũng chẳng là bao nhiêu. Thì anh em của trong team mình thì nhưng mà cái gì cũng phải cố gắng hết, hết mình. À, cống hiến cho cái clip cho nó hoàn hảo nhất có thể. Chúng ngàn cả chốt béo trời ơi. Lấy cái mầm cá này thường nuôi vào bún rồi thích rồi đó, mình để tầm 10 phút đến 15 phút. Cá xương mình để thời gian hơi dài. Anh Quỳ, anh Phái, 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 anh Qu
chan mắm vô, chị mắm chua cho tăng cái độ món ăn lên là ngon. Cá chân này mình không có xài muối gì đó, cũng không mặn, xài chỉ mỗi cái tương, tương nhiều cho nó ngon, nó thơm. Cá này mấy nay mình đặt cua ngục, hôm trước thì mình đặt dính rất là nhiều luôn, rồi sau mình chia cho anh em hết. Hôm nay mình đặt cũng dính nhiều lắm, nhưng mà lý do là hôm nay bị mấy anh em đi chích điện bằng đêm, cá vô cái cua ngục của mình nó ngủ hết, cái phần ngủ mình bỏ, mình ăn cái phần cá thức. Cay không được, tiêu lửa ra hay không? Cắn trúng cái bụng đã không? Dê kêu. Dê, dê anh tưởng ăn không được lửa ra đó. Cá chân này có gừng, có tiêu vô nó bán mùi tâm. Thì là mình có xào, có nấm cũng thơm, cá cũng thơm. Được hết chưa? Ngon. Bị men cá chốt nè. Cá chốt hơi lâu hả? Lâu lắm. Anh Huy xúc cái thì thành xúc cái nữa hết rồi. Tinh xúc nữa mà thấy không? Xeo lại hết dĩa luôn. Mau dính Huy. Cho 2-3 tiếng cút vô nó mới hấp dẫn. Tạm như cái món này anh em của mình vừa khảo. Ăn thịt nhiều quá, cái ăn cá của anh Huy làm được nè. Hết dĩa luôn. Anh nói là mà quý quá, mà lẻ thằng ơi, để lỗ quá thằng ơi. Đó, anh quý vị thứ ba luôn rồi. Dễ đậu quý quá, không có tính. Dạ. Hết luôn. Quá là ngon luôn. Chờ dẫu cho bạn Thành kìa, bạn Thành. Đó, đó, đó bạn. Bạn dính cá chốt nhiều quá, bạn sợ xương, bạn lựa kỹ quá. Em này em bé. Anh Quy, anh phụ cá chốt cho. Anh Quy, mình nghe lẹ quá, mình làm khúc cá bi luôn để cho kịp thời gian anh Quy ơi. Cái này tính. Bạn Thành hết rồi kìa. Ừ, hết cá rồi em, khúc đi. Chứ ăn gì bạn Thành lỗ. Mấy anh em ba dĩa, mình có dĩa lỗ. Cái này rất là ngon. Nó nói cho từ từ, thành xương lắm thằng. Xương á. Xương á thằng ơi, nó chay thôi. Lỡ không kịp thời gian thì cũng thôi đi, chứ đừng có gấp, gấp rồi xương á. Mày không có vụ lỡ không kịp đâu. Vậy hả? Kịp hả? Một cái bằng béo. Còn có phi bự béo hết, hết sảy luôn á. Cá hết mới được hôm nay, rùa bảy bạn không được. Thành ăn cá xương này dở. Răng mình nó ăn dở. Nó không đều. Người ăn cá. Quá ngon.
thành cái tay như vậy ta. Món to là được không anh? Được. Ừ. Ngón này rung rồi. Cái ngón mới bị thương quá. Đúng rồi. Đỡ anh tử dục thôi. Tìm mình đột là xúc que gãy gân luôn. Tập đinh gãy tay. Tận lỗi rồi quá mà. Hôm giờ quay đeo kiến mất cửa nha anh. Hay quá. Xương xương chạy kịp thời gian luôn. Có tí rồi, hôm qua ăn phụ gì tâm đi chứ vì tâm gấp cái nãy quá hóp à. Quá đặng quá quên. Quên ba dĩa luôn. Anh trai. Cá hả? Cái phần nào... bên đây, bên đây chưa, em ăn nãy giờ ăn cá phi anh ơi. Hả? Chết rồi đi. Tưởng đâu hết đi chứ hết rồi lấy gì em ăn. Có, mày kêu em chết vô đi. À, anh phải nói đàng hoàng anh. Kêu hết đi lấy gì em ăn. Nãy giờ em gỡn cái xe cà phê á. Để anh vừa đi uống nước. Thế là kêu em chết vô đi á. Em mà lẫn tay em nghe hết. Đó. Đi, hết đi. Bố dễ gì. Lên tủ lại lẫn tay hả? Không, không có. Không dám không? Không dám, được chơi 2 kỳ á. Rồi hết giờ. Ủa. Chúa ơi. Mới được con nửa giờ. Mấy đêm ăn tuy là xương thiệt nhưng mà ăn lẹ. Trời ơi. Tắt tầm quá trời. Không cái bằng được. Cái bằng được. Quá ngon. Mày móc kiếm này thử thách nữa. Ngon quá. Ở nhà em còn một thao cá lau kiến hôm qua kìa, hôm kia gì kìa anh Thành. Bữa hôm kia cá ra em còn gọng kìa. Xong luôn. Kiểu này là mình chắc mình có chén luôn. Ai cũng thắng mình hết. Quá hay luôn. 11 phút. Quá hay. Phần thưởng này của ba anh em mình ha. Lộn mình. Ba anh em chia đi. Tới giờ. Thì bỏ túi giùm được không? Tới giờ thì dài cho để anh bàn. Anh ơi, cái món cá chân này ăn cảm nhận nó sao đi? Ngon. Ngon bởi ăn quá. Rồi xuống tôm. Hết luôn hả? Có còn hết trứng cút nào không? Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn suốt thời gian qua ủng hộ mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên chúc cô bác chị bạn sức khỏe cho anh em. Bye bye.